À, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách các bạn mở và tắt wifi ở trên máy tính Windows 10 các bạn nhé. Tức là mở và tắt wifi ở trên laptop. chủ yếu là chúng ta sử dụng wifi trên laptop thôi. À, thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn ở trên một cái laptop Dell các bạn này. Laptop Dell nhé, là đi tun và đã cài sẵn Windows 10 thì video này cũng tương tự như các video trước thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn mới bắt đầu cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết để các bạn để theo dõi nhé rồi thì để mở và tắt wifi trên máy tính Windows 10 thì cũng dễ thôi các bạn nhé ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cách nhé cách thứ nhất là các bạn sẽ thao tác trực tiếp vào trên màn hình luôn rồi, các bạn nhìn vào cái góc dưới của bên phải này đây các bạn này có cái biểu tượng wifi đây nhé Đó. thì các bạn kích chuột vào đây thôi kích vào đây thì chúng ta sẽ có cái wifi fi đây các bạn này. đây các bạn tích vào đây thì nó có cái biểu tượng wifi đây. đó. các bạn chỉ cần kích vào đây nữa thì nó sẽ tắt này. đấy. ví dụ như khi các bạn mở máy laptop lên ấy, thì nó sẽ có cái biểu tượng như thế này. đó. dấu chấm than này. này. dấu cái một cái dấu nhân màu trắng trên nền đỏ. thì để mở lên các bạn chỉ cần kích chuột vào đây thôi. đấy. kích chuột vào đây thì lúc này nó có một cửa sổ như thế này. các bạn lại kích chuột một lần nữa. Đó. các bạn kích chuột trái một lần nữa nhé. đó. thì nó sẽ chuyển sang cái chữ on này. chữ on thì lúc này các bạn sẽ kết nối wi-fi bên này đó như vậy là từ cái dấu dấu nhất thì nó sẽ chuyển thành cái biểu tượng sóng wi-fi giống như cái điện thoại các bạn đó, lúc này là máy đã kết nối wi-fi đó thì lúc này các bạn sẽ truy cập mạng cũng như là các bạn duyệt duyệt nghe nhạc xem phim bình thường nhé đó rồi ngoài ra thì các bạn có thể kích vào cái mục bên này đó ví dụ như đây mình tắt đi đó, các bạn có thể là kích vào cái cái ô hình chữ nhật ở phía ngoài cùng bên phải đây cũng được các bạn kích vào đây đó thì lúc này nó có một cái cửa sổ giao diện về à, các, các cái thuộc tính cài đặt ở thành viên 10 đây này hết ví dụ như là màng này Đấy, cài đặt này à, này like ánh sáng bảo vệ mắt ban đêm này đó, hoặc là đồ sáng màn hình đó thì các bạn kích chuột vào đây lần nữa đó thì nó sẽ chuyển sang on và nó sẽ kết nối ở đây Đấy các bạn lưu ý là khi mà các bạn kết nối wifi fi trên laptop ấy mà nó có cái biểu tượng là dấu chấm than màu vàng thế này này thì có nghĩa là nó đang kết nối chưa ổn định các bạn nhé chưa ổn định thì lúc này các bạn vào truy cập mạng có thể là chưa được Đó. khi nào mà nó hết cái dấu chấm than màu vàng này thì nó mới được này tức là nó chuyển thành màu trắng hoàn toàn đấy thì các bạn mới kết nối được nhé Đó. thì cái, cái lỗi mà cái lỗi về cái dấu than màu vàng này có thể là nguyên nhân là do cái cái màng wifi nó chưa ổn định hoặc là do cái máy của các bạn về cái cạc bắt màng wifi trên máy của các bạn nó có vấn đề gì đó hoặc là nó kết nối mạng không được tốt thì sau một khoảng thời gian thì nó sẽ mới kết nối thành công được đó. Rồi như vậy là nó đã được rồi các bạn này đã kết nối thành công nhá đã chuyện một trắng này thành công này. rồi. Rồi về cái cách thứ hai thì các bạn sẽ vào cái mục cài đặt nhá. Nếu như các bạn khi các bạn mở Windows 10 lên mà nó không có biểu tượng sóng wifi ở đây này. Đấy, hoặc là nó không có cái biểu tượng hình vuông ở đây thì các bạn có thể vào cài đặt ở trên Win 10 nhé Đây các bạn sẽ vào nút Start menu ở trên 10, các bạn tích chuột vào đây. Đó, tiếp theo là các bạn sẽ vào cái kích chuột vào biểu tượng có hình xe này. Đó, thì đây là cái cửa sổ là Windows Setting. Đấy, setting có nghĩa là tất cả những cái thuộc tính cài đặt ở trên viên 10 thì nó nằm ở trong cửa sổ này. Đó, ví dụ các bạn muốn cài đặt về màn hình thì nó nằm ở đây. Đó, rồi ví dụ như là phone, đấy, vân vân một số cái cái ứng dụng khác đó, các bạn muốn thay đổi hình nền thì các bạn vào đây à, Professional này đó. hoặc là các bạn cài đặt mạng thì các bạn sẽ vào cái mục này đây các bạn vào mục này nhá Network and Internet này các bạn tích vào đây đó. rồi tiếp theo thì các bạn sẽ kéo chuột xuống các bạn kích chuột vào cái mục là Wi-Fi nhá đấy trên cái cửa sổ Setting Home này này các bạn nhìn sang phía bên trái chúng ta có cái mục là Wi-Fi ở đây các bạn tích chuột vào đây đó thì lúc này các bạn nhìn sang bên phải thì chúng ta sẽ có cái cửa sổ ở đây này À, chữ on này có nghĩa là chúng ta đang mở wifi còn để các bạn kích vào đây ấy, thì nó sẽ chuyển sang cái chữ off off có nghĩa là chúng ta tắt rồi đó thì các bạn muốn mở lên các bạn chỉ cần bấm chuột vào đây thôi thì nó sẽ kết nối on kết nối wifi cho các bạn nha nó kết nối thành công đó rất là đơn giản như vậy thôi Đấy, các bạn chú ý nhá à, nếu mà on ấy, thì off thì này là chưa kết nối này còn bấm chuột vào đây thì nó sẽ chuyển sang on và nó kết nối wifi đó như vậy là cách thứ hai thì các bạn chỉ cần vào cài đặt ở trên win 10, các bạn vào start menu này đó, tiếp theo các bạn kích chuột vào cái hình bánh xe này đó, và tiếp theo các bạn vào cái dòng có cái biểu tượng hình trái đất ở đây này đó vùng network and internet này các bạn tích vào đây đó, thì lúc này chúng ta sẽ kích chuột vào cái dòng thứ hai đó là mục wifi ở đây đó, tiếp theo các bạn sẽ vào thế này tích vào đây ừ. hoặc là tắt đấy. để tắt wifi thì các bạn tích một lần nữa thì nó sẽ tắt đi đó như vậy thế này đã tắt thì trong thời gian vừa qua thì có một số bạn có hỏi là về cái vấn đề là trước khi tắt máy tính ấy thì có nên tắt wifi luôn hay không? Đó thì theo mình là các bạn nên tắt wifi luôn. trước khi các bạn tắt máy tính ấy thì máy của các bạn nó sẽ đồng bộ và nó sẽ tắt nhanh hơn. Đấy, nó sẽ đỡ ảnh hưởng đến hệ thống của máy của các bạn đúng không? Đó. thường thường là khi các bạn tắt máy tính ấy thì các bạn còn để lại một số cái ứng dụng này các bạn không đóng này hoặc là một số cái hoặc là wifi các bạn cũng không, không ngắt kết nối luôn. Đấy thì lúc các bạn sit down thì máy nó sẽ hỏi là những cái ứng dụng đó có lưu lại hay không hay là có tắt hay không nữa thì máy nó sẽ cần một khoảng thời gian để nó xử lý các cái, cái lệnh đấy nữa đó thì nó sẽ mất thời gian máy các bạn làm cho máy các bạn nó tắt chậm hơn và nó có thể ảnh hưởng đến hệ thống máy của các bạn nha đó thì từ khi các bạn uh, tắt máy ấy, thì uh, theo mình là các bạn nên tắt cả wifi tắt tất cả các ứng dụng luôn đấy, các bạn đang mở các bạn tắt hết đó sau đây các bạn chọn vào cái lệnh sit down để các bạn tắt nha đây, cho vào lệnh sit down để các bạn tắt. À, rất là đơn giản như vậy thôi. Đúng không? Thì các bạn chỉ cần vào start menu này. Các bạn bấm vào cái biểu tượng có hình power đây, các bạn tích chuột trái vào đây. À, chọn switch đa các bạn tắt thôi, rất là nhanh gọn. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ với các bạn về hai cái cách để các bạn mở và tắt wi-fi ở trên laptop Windows 10 nhá. Đó, còn cái cách thứ ba nữa thì các bạn sẽ mở bằng bàn phím. Đấy, mở bằng bàn phím. Thì đối với máy tính ấy thì các bạn chú ý là đối với một số cái dòng máy tính thì các bạn phải có cái biểu tượng sóng wi-fi trên bàn phím, đó cái biểu tượng hình sóng wi-fi và các bạn sẽ nhấn cùng với phím fn nhé, fn đó, fn và phím có biểu tượng sóng wi-fi, thì phím có biểu tượng sóng wi-fi thì thường là nó sẽ nằm từ cái phím có dãy từ f1 cho đến f12 các bạn nhé, ví dụ như nó nằm ở f1, f2, f3, f4, f5 gì đó, đó. nằm trên cái dãy trên cùng này, các bạn quan sát nhé, đó. thì các bạn sẽ nhấn cùng cái phím đó với phím fn thì nó có thể là mở wi-fi hoặc là tắt wi-fi. Đó các bạn nhấn một lần thì nó sẽ mở nhấn tiếp theo lần nữa thì nó lại tắt và nhấn thêm lần nữa nó mở như vậy là nó cứ so le so le như vậy Đó, thì cái vấn đề mà mở tắt wifi trên máy tính thì bằng cái công cụ là sử dụng bàn phím thì mình đã có chia sẻ một cái video rất là chi tiết ở trên kênh của mình nhé Đấy, các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm nhé Rồi, mình sẽ kết nối lại wifi các bạn này ờ thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ được một số video về cách mở tắt wifi ở trên máy tính cũng như là các cái video chia sẻ về cái cách sử dụng máy tính rất là cơ bản Đó. thì hôm nay thông qua video này mình sẽ hướng dẫn các, hướng dẫn các bạn về cái cách truy cập vào cái kênh của mình nhé để các bạn là tham khảo thêm à, đây mình sẽ mở cung cấp các bạn nhé Đó. thì khi mà cái máy của mình nó đang có cái dấu chấm than màu vàng các bạn này có nghĩa là cái kết nối mạng nó thành công để các bạn chờ một tí khoảng tầm uh, một hai phút gì đấy nếu mà không được ấy, thì chúng ta phải tắt đi tắt đi xong chúng ta lại kết nối lại thì mới được. Đó. Như vậy là uh, vẫn chưa được các bạn này. Bởi vì uh, cái này có thể liên quan đến cái vấn đề cái cạc wifi các bạn, cạc wifi trên máy uh, nó bắt sóng rất là kém. Có một số dòng laptop thì nó kết nối wifi rất là nhanh và rất là ổn định. Nhưng mà có một số dòng laptop thì kết nối wifi tương đối là kém. Như vậy là mình đã vào đây các bạn này kết nối đây, đây nha. đó Đây một trắng luôn này. Đây nha. Đấy. Rồi thì chúng ta sẽ truy cập vào YouTube nhé bấm vào chữ Y này rồi màn chia sẻ YouTube này các bạn tích vào rồi thì sau khi vào đây các bạn phải gõ vào cái phần tìm kiếm này nhá các bạn gõ vào không dấu là khám phá cuộc sống TV này Đó. thì ở đây các bạn sẽ kích vào cái lúc bên này sau khi các bạn gõ không dấu xong ấy thì các bạn sẽ kích vào cái lúc bên này thì các bạn tìm kiếm này À, thì đây là cái kênh của mình các bạn nhé khám phá cuộc sống tv để các bạn kích vào cái hình avatar nhé rồi sau khi truy cập vào cái kênh của mình thì các bạn sẽ vào cái mục trang chủ nhé đó, trang chủ này đó và các bạn kéo cái thanh tuyệt trên này để các bạn kéo lên xuống các bạn tham khảo thêm một số cái mục trên kênh của mình nhé rồi chẳng hạn như đây thì mình có chia sẻ cái mục là hướng dẫn sử dụng máy tính này, cho người mới bắt đầu này thì trong cái mục này mình chia sẻ một số cái video về cách sử dụng Win 7, Win 10 đó, và các cái uh, uh, sử dụng máy tính rất là cơ bản chủ yếu là dành cho các bạn mới bắt đầu. đó thì các bạn quan tâm có thể truy cập thêm cái mục này nha để các bạn tham khảo thêm. rồi hướng dẫn sử dụng Word các bạn này cho người mới bắt đầu nhé. hướng dẫn sử dụng bao boy tình chiếu này. Rồi, hướng dẫn sử dụng máy in. đó thì các bạn là kéo thanh tuyệt bên này xuống nha để các bạn tham khảo thêm một số video này nha. Rồi, thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn mở, tắt wifi ở trên máy tính thành công nhé. Sau video này, bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Ờ, nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.